Chào các em. Trong clip hôm nay thì thầy hướng dẫn các em cách chúng ta xử lý cái khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ giữa thuế và kế toán. Thì cái chênh lệch tạm thời được khấu trừ thì nó phát sinh bởi các khoản mà chúng ta sẽ được khấu trừ khi chúng ta xác định cái số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong tương lai. Và khi xử lý trường hợp này thì chúng ta sẽ ghi nhận vào tài khoản 243 có tên gọi là tài sản thuế hoãn lại. Chúng ta đi vào nội dung chi tiết. Nội dung chúng ta chọn hôm nay thì có 3 vấn đề. Thứ nhất là chúng ta sẽ phải nắm về các cái tài khoản kế toán được sử dụng để ghi nhận. Thứ hai là các cái phương pháp kế toán ghi nhận các cái trường hợp chi phí thuế hoãn lại và hoàn nhập. Và cuối cùng là chúng ta sẽ khái quát các cái tình huống mà khi phát sinh các cái chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán, chúng ta xếp nó vào cái nhóm là chênh lệch tạm thời được khấu trừ. Và chúng ta sẽ ghi nhận nó trên tài khoản 243. Đầu tiên chúng ta đi vào cái vấn đề thứ nhất, đó là các tài khoản kế toán mà chúng ta sẽ sử dụng. Thì trong cái tình huống này thì chúng ta sẽ sử dụng 3 tài khoản, đó là 821, 333 và tài khoản mới hôm nay, đó là tài khoản 243. Trong tài khoản 821 thì chúng ta sử dụng cả hai tài khoản chi tiết của tài khoản 821. Thứ nhất là chúng ta sẽ ghi nhận cái số thuế thu nhập doanh nghiệp mà doanh nghiệp sẽ phải nộp trên tài khoản 8211 chi phí thuế hiện hành. Và cái khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán thì sẽ được ghi nhận trên tài khoản, cái phần chi phí thuế đó sẽ được ghi nhận trên tài khoản chi phí thuế hoãn lại 8212. Về tài khoản được sử dụng để ghi nhận cái số thuế phải nộp cho nhà nước về thuế thu nhập doanh nghiệp thì chúng ta sẽ hạch toán trên tài khoản chi tiết của tài khoản 333, đó là 3334. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ ghi nhận phần chênh lệch này trên cái tài khoản 243 tài sản thuế hoãn lại. Và khi hạch toán trên tài khoản 243 thì cái nguyên tắc cũng tương tự như là chúng ta đã tham khảo trong cái clip minh họa đối với tài khoản 347. Thì việc ghi nhận trên 243 và 347 đều được thực hiện là theo nguyên tắc bù trừ. Thì ở đây bù trừ là bởi vì là trong một cái trường hợp cụ thể, trong một năm khi chúng ta xác định cái tài sản thuế thì nó sẽ có các tình huống, ví dụ như là đối với cái tài sản A đó thì nó đang được ghi nhận là tài sản thuế thu nhập hoãn lại. Nghĩa là bút toán ghi nhận đối với tài sản A nó sẽ là nợ 243 và có 8212. Nhưng mà đối với cái tài sản B á, thì chúng ta cũng ghi nhận vào tài sản thuế thu nhập hoãn lại, nhưng mà ở cái năm hiện tại á, thì nó sang giai đoạn là được hoàn nhập. Và chúng ta ghi nhận vào bút toán là nợ 8212 và có 243. Như vậy là khi chúng ta trình bày đó thì chúng ta sẽ bù trừ giữa hai bút toán tài sản thuế thu nhập hoãn lại và tài sản thuế thu nhập hoãn lại được hoàn nhập. Và như vậy thì cái số liệu mà chúng ta trình bày nó sẽ là phần chênh lệch giữa hai bút toán này. Cụ thể thì chúng ta sẽ có hai tình huống. Tình huống thứ nhất là trong trường hợp là nếu cái tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm mà nó lớn hơn cái tài sản thuế thu nhập hoãn lại được hoàn nhập. Thì như vậy thì sau khi bù trừ xong thì cái phần chênh lệch thì nó nằm ở cái bút toán là tài sản thuế thu nhập hoãn lại. Cho nên là chúng ta sẽ ghi bút toán cuối cùng với số tiền chênh lệch, đó là nợ tài khoản 243 và có tài khoản 8212. Trường hợp thứ hai đó là nếu cái tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm mà nó lại nhỏ hơn cái tài sản thuế thu nhập hoãn lại được hoàn nhập. Thì lúc này sau khi chúng ta bù trừ thì các bạn sẽ ghi bút toán là phần chênh lệch. Lúc này chúng ta sẽ ghi bút toán là tài sản thuế thu nhập hoãn lại được hoàn nhập, đó là nợ 8212 và có 243. Và số tiền ghi nhận ở đây là số chênh lệch sau khi mình đã bù trừ. Thì đó là cái vấn đề thứ nhất mà chúng ta cần lưu ý về các tài khoản được sử dụng để ghi nhận. Chúng ta đi sang trường hợp thứ hai về phần hạch toán kế toán. Thì như vậy mình thấy là khi mình hạch toán trong cái trường hợp này á, thì nó có hai cái bút toán phát sinh, đó là cái tài sản thuế thu nhập được hoãn lại và thứ hai là tài sản thuế thu nhập hoãn lại được hoàn nhập. Vậy khi nào chúng ta ghi nhận bút toán hoãn lại và khi nào chúng ta ghi nhận bút toán hoàn nhập, thì đây chúng ta lấy một cái ví dụ minh họa. Thì trong ví dụ này thì đây là chênh lệch về cái thời gian khấu hao giữa thuế và kế toán.
Nhưng mà khác so với cái trường hợp mà chúng ta đã tham khảo trong cái clip về tài khoản 347, thì trong trường hợp này là thời gian khấu hao của kế toán nhanh hơn thuế. Cụ thể các bạn có thể đọc lướt qua cái ví dụ minh họa trên màn hình. Thì trong ví dụ này thì chúng ta thấy là vào ngày đầu năm, ngày 1 tháng 1 năm N, công ty ABC có mua và đưa vào sử dụng một cái tài sản cố định. Tài sản này có nguyên giá là 90. Và khi đưa vào sử dụng thì thời gian khấu hao theo kế toán là 2 năm và theo thuế là 3 năm. Như vậy thì chúng ta thấy là cũng tương tự như là cái trường hợp mà chúng ta đã tham khảo trong cái clip về cái việc chúng ta sử dụng trên tài khoản 347, thì bước thứ nhất chúng ta cũng phải lập cái bảng chênh chênh lệch về chi phí khấu hao giữa thuế và kế toán. Và như vậy thì do là kế toán tính và chiết khấu hao trong 2 năm N và N cộng 1, cho nên là chi phí khấu hao mỗi năm của kế toán sẽ là 45. Trong khi đó thì cơ quan thuế thì quy định là tính và chiết khấu hao trong 3 năm, như vậy là chi phí khấu hao trong 3 năm là N, N cộng 1 và N cộng 2 là 30. Và như vậy thì trong từng năm nó cũng sẽ phát sinh cái khoản chênh lệch về chi phí khấu hao giữa thuế và kế toán. Cụ thể là 2 năm đầu N, N cộng 1 thì chi phí khấu hao của kế toán cao hơn thuế là 15. Ngược lại, ở năm N cộng 2 thì chi phí khấu hao kế toán là 0 và thuế là 30. Vậy thì dấu chênh lệch nó sẽ là âm 30. Và như vậy thì nếu mình cộng cái số chênh lệch giữa thuế và kế toán về chi phí khấu hao trong 3 năm thì nó sẽ là bằng bằng 0. Và như vậy thì trường hợp này chúng ta sẽ gọi đây là chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán. Và đây là trường hợp mà chúng ta sẽ dẫn đến việc sử dụng tài khoản 243 tài sản thuế hoãn lại. Thì chúng ta sẽ tính toán hai thông số, đó là thứ nhất đó là thu nhập tính thuế trong năm N, và với thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20% thì chúng ta sẽ tính cái số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Như vậy thì trong năm N thì khi tính khấu hao thì kế toán tính khấu hao với chi phí là 45, nhưng mà khi xác định cái thu nhập tính thuế thì thuế chỉ chấp nhận có 30. Và như vậy thì khi xác định thu nhập tính thuế thì chúng ta phải loại trừ bớt khỏi chi phí là 15 trong phần lợi nhuận kế toán trước thuế. Và do là loại trừ khỏi chi phí 15 chênh lệch thì dẫn đến chúng ta sẽ có cái số liệu như trên màn hình. Như vậy dẫn đến là trong năm N đó thì thu nhập tính thuế đó là chúng ta sẽ lấy lợi nhuận kế toán trước thuế 1.000 và chúng ta cộng thêm 15 là 1.015. Và với thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20% thì chúng ta tính ra số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp là 203. Và như vậy thì cái bước toán đầu tiên chúng ta ghi nhận đó là cái số thuế chúng ta phải nộp nhà nước, đó là chi phí thuế hiện hành, bước toán nợ 8211 và có 3334, nó sẽ là 203. Nghĩa là cái số tiền thuế mà chúng ta phải nộp trong năm N là 203. Thế thì ta thấy là trong trường hợp này thì cái số thuế mà chúng ta nộp là 203, nó cao hơn so với cái số tiền thuế đáng lý mà chúng ta sẽ nộp theo lợi nhuận kế toán trước thuế là 20% của 1.000. Thì 20% của 1.000 thì nó chính là 200. Đây là chúng ta trong năm N đó chúng ta đóng thuế nhiều hơn cái số tương ứng của 20% của lợi nhuận kế toán là 200. Như vậy thì trong năm N đó nó sẽ phát sinh một cái khoản là chúng ta sẽ ghi nhận vào cái tài sản thuế hoãn lại trong năm N. Và bước toán ghi nhận chúng ta là nợ tài khoản 243 và có tài khoản 8212. Với số tiền chênh lệch ở đây là 15 và cái tiền thuế tương ứng đây là 20% của số chênh lệch. Và như vậy là cái phần thuế mà chúng ta sẽ hoãn lại trong năm N đó về phần chi phí thuế nó sẽ là 3. Và như vậy thì trên cái báo cáo kết quả hoạt động của năm N, bạn thấy là lợi nhuận kế toán trước thuế là 1.000 và chi phí thuế thì cái dòng mã số 51 chi phí thuế hiện hành nó sẽ được lấy từ cái số phát sinh bên nợ của tài khoản 8211, số tiền là 203. Nhưng mà cái chỉ tiêu mã số 52 chi phí thuế hoãn lại đó nó được lấy từ cái số phát sinh bên có của tài khoản 8212 và do vậy nó phải được ghi số âm.
Như vậy thì khi mình cộng số tiền của hai chỉ tiêu mã số 51 và 52, chúng ta sẽ có tổng chi phí thuế của năm N. Như vậy là chúng ta cộng 203 cộng với âm 3 thì chúng ta sẽ có số tiền là 200. Và như vậy thì bạn thấy là sau khi chúng ta ghi với bút toán điều chỉnh về phần chi phí thuế hoãn lại nợ 243 và có 8212 đó, thì cái chi phí thuế của năm N nó tương ứng là 20% của lợi nhuận kế toán trước thuế là 1.200. Và như bạn thấy là cái số liệu trên báo cáo kết của hoạt động thì nó theo đúng cái số liệu của kế toán, mặc dù là cái số thuế thực tế chúng ta nộp trong năm N đó lại là được tính theo thu nhập tính thuế là 203. Và như vậy thì trong năm N thì chúng ta đã ghi nhận một cái tài sản thuế hoãn lại trên tài khoản 243. Tiếp tục chúng ta đi sang tình huống tiếp theo ở năm N cộng 1. Như vậy thì trên màn hình thì thầy giả định là trong năm N cộng 1 thì chúng ta có các cái thông số như là lợi nhuận kế toán trước thuế là 2.000. Và chúng ta nhìn vào cái bảng trên lợt thì trong năm N cộng 1 thì cũng tương tự như năm N, thì chi phí khấu hao theo kế toán là 45 và theo thuế là 30, và thì nó cũng có cái khoản trên lợt tương ứng như năm N là 15. Và chúng ta sẽ phải điều chỉnh khi xác định cái thu nhập tính thuế của năm N cộng 1. Các bạn có thể dành ít thời gian để chúng ta tính toán ra các cái yêu cầu 1, 2, 3 và 4. Như vậy thì sau khi chúng ta tính toán thì các bạn thấy là cái gì? Việc chúng ta phân tích trong năm N thì cũng tương tự như là năm N cộng 1. Cụ thể là khi chúng ta xác định thu nhập tính thuế thì với lợi nhuận kế toán trước thuế là 2.000, thì khi xác định cái thu nhập tính thuế thì chúng ta sẽ điều chỉnh là cộng thêm 15, và như vậy thì cái thu nhập tính thuế nó sẽ là 2.015. Và với thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20% thì chúng ta tính ra số thuế phải nộp là 403, và đây là cái số thuế mà chúng ta sẽ phải nộp trong năm N, là chúng ta sẽ ghi N cộng 1, là chúng ta sẽ ghi bút toán chi phí thuế hiện hành nợ tài khoản 8211 và có tài khoản 3334, số tiền là 403. Và cũng tương tự như năm N thì mình thấy là cái số thuế mà chúng ta thực tế nộp ở năm N cộng 1 là 403 đó, nó cao hơn so với cái số thuế mà chúng ta đáng lý phải nộp theo lợi nhuận kế toán trước thuế. Đáng lý là chúng ta là 20% của 2.000, nó sẽ là 400. Và như vậy thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái phần chi phí thuế ha, và chúng ta sẽ ghi bút toán thuế hoãn lại trên tài khoản nợ 243 và có 8212 với số tiền tương ứng là 20% của số chênh lệch là 15.3. Và như vậy thì sau khi chúng ta ghi nhận hai bút toán chi phí thuế hiện hành và hoãn lại thì chúng ta sẽ phản ánh số liệu vào cái báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm N cộng 1. Như vậy thì bạn thấy trên màn hình là lợi nhuận kế toán trước thuế chúng ta là 2.000. Mã số 51 cũng được lấy từ cái số phát sinh bên nợ của tài khoản 8211 là 403. Và cái mã số 52 thì cũng tương tự năm N, được lấy từ số phát sinh bên có của tài khoản 8212, số tiền là 3. Cho nên là cái chỉ tiêu mã số 52 sẽ được ghi số âm. Và như vậy thì chúng ta cộng hai chỉ tiêu mã số 51 và 52 lại thì chúng ta có tổng chi phí thuế là 400. Thì như vậy bạn thấy là chi phí thuế thì nó cũng tương ứng là 20% của lợi nhuận kế toán trước thuế là 2.000. Bởi vì là trong trường hợp này đây là chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán. Và như vậy sau 2 năm N và N cộng 1 thì chúng ta đã ghi nhận cái tài sản thuế thu nhập hoãn lại trên tài khoản 243 với số tiền lũy kế là 6. Chúng ta đi tiếp cho năm cuối cùng, năm N cộng 2. Trong năm N cộng 2 thì thông tin là chúng ta có lợi nhuận kế toán trước thuế là 3.000.
Tuy nhiên là cái chênh lệch về chi phí khấu hao giữa thuế và kế toán của năm N cộng 2 nó khác so với 2 năm trước, năm N và năm N cộng 1. Cụ thể là trong năm N cộng 2 thì kế toán đã ngừng trích khấu hao cho tài sản này. Nhưng mà theo thuế thì chúng ta vẫn còn phải tính và ghi nhận cái chi phí khấu hao là 30. Và như vậy là dấu chênh lệch lúc này là âm 30. Thì cũng tương tự như các năm N, N cộng 1 thì các bạn cũng sẽ tính toán các cái thông tin đó là thu nhập tính thuế, thuế thu nhập phải nộp, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và chi phí thuế hoãn lại. Thì trong trường hợp này trong năm N cộng 2 đó thì chúng ta đã ngừng trích khấu hao nên là chi phí khấu hao là bằng không. Nhưng mà khi chúng ta xác định cái thu nhập tính thuế đó thì chúng ta sẽ ghi nhận tăng chi phí thêm 30. Và với việc là chúng ta ghi tăng chi phí thêm 30 đồng thì điều đó nó sẽ làm cho cái thu nhập tính thuế nó sẽ thấp hơn so với cái lợi nhuận kế toán thức thuế là 30. Và cụ thể là cái thu nhập tính thuế là 2.970. Như vậy thì với thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp là 20% thì cái số thuế chúng ta phải nộp trong năm N cộng 2 nó là 594. Và như vậy là chúng ta sẽ ghi vào bút toán thứ nhất đó là chi phí thuế hiện hành nợ 8212 và có 3334 594. Thế thì chúng ta thấy là trong năm N cộng 2 đó cái số thuế thực tế chúng ta nộp bên có tài khoản 3334 là 594 nó thấp hơn so với cái số thuế mà đáng lý chúng ta phải nộp trong năm N cộng 2 là 20% của lợi nhuận kế toán trước thuế. 20% của 3.000 thì nó sẽ là 600. Thì lúc này á thì cái thuốc này á thì chúng ta sẽ ghi nhận cái chi phí thuế hoãn lại ở 2 năm trước và chúng ta sẽ hoàn nhập lại trong năm năm nay. Và lúc này chúng ta sẽ ghi bút toán là nợ 8212 và có tài khoản 243. Với số tiền tương ứng là 20% của số chênh lệch về chi phí khấu hao giữa thuế và kế toán trong năm N cộng 2, số tiền là 6. Và với việc chúng ta ghi nhận thêm bút toán điều chỉnh về phần chi phí thuế hoãn lại đó thì chúng ta sẽ thấy là cái báo cáo số liệu trên báo cáo kết quả hoạt động của năm N cộng 2 thì lúc này chúng ta thấy là lợi nhuận kế toán trước thuế là 3.000, mã số 51 chi phí thuế hiện hành được lấy từ số phát sinh bên nợ của tài khoản 8211 là 594. Tương tự mã số 52 chi phí thuế hoãn lại được lấy từ tài khoản 8212 nhưng mà lúc này là lấy từ số phát sinh bên nợ. Cho nên là cái số tiền ở đây chúng ta sẽ ghi là ghi số dương. Và như vậy là cộng số tiền trên hai chỉ tiêu 51 và 52 bạn thấy là nó sẽ bằng 600. Nghĩa là nó sẽ tương ứng là 20% của lợi nhuận kế toán trước thuế. Nghĩa là trong các trường hợp ở các năm N, N cộng 1, N cộng 2 thì chi phí thuế lúc nào cũng tương ứng là 20% của lợi nhuận kế toán trước thuế, bởi vì cái chênh lệch trong các trường hợp này là chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán. Và như vậy thì sau khi chúng ta ghi bút toán nợ 8212 và có 243 đó thì cái số phát sinh trên tài khoản 243 bây giờ bạn thấy là trong năm N cộng 2 đó thì chúng ta sẽ ghi nhận vào phần bên có của tài khoản 243. Và như vậy thì sau 3 năm thì bạn thấy là ở 2 năm đầu chúng ta ghi nhận cái số hoãn lại ở bên nợ và năm cuối cùng năm N cộng 2 chúng ta ghi nhận số hoàn nhập ở bên có. Và như vậy thì sau cái năm thứ ba là năm N cộng 2 thì số dư của tài khoản 243 là bằng không. Thì như vậy là chúng ta đã vừa nắm được cái các trường hợp chúng ta ghi nhận bút toán tài sản thuế thu nhập hoãn lại và tài sản thuế thu nhập hoãn lại được hoàn nhập trên tài khoản 243. Bây giờ chúng ta sẽ khái quát các cái trường hợp chúng ta ghi nhận bút toán hoãn lại và hoàn nhập. Như vậy thì qua cái ví dụ mà chúng ta vừa thực hành đó, chúng ta thấy là gì? Căn cứ vào cái bảng chênh lệch về chi phí khấu hao giữa thuế và kế toán thì trong những cái năm đầu khi phát sinh chênh lệch đó thì cái bút toán mà chúng ta sẽ ghi nhận nó sẽ là bút toán hoãn lại. Và khi cái dấu chênh lệch thay đổi, cụ thể là bạn thấy là chuyển từ dương sang âm, dương 15 sang âm 30 đó, thì khi mà dấu chênh lệch thay đổi cụ thể là ở năm N cộng 2 thì cái từ từ năm N cộng 2 trở về sau thì cái bút toán mà chúng ta ghi nhận lúc này á, sẽ là bút toán hoàn nhập.
Như vậy thì qua cái ví dụ minh họa mà chúng ta vừa thực hành đó, thì các bạn có thể nhận diện được các cái trường hợp chúng ta ghi nhận bút toán tài sản thuế thu nhập khoản lại và ghi nhận tài sản thuế thu nhập khoản lại được hoàn hoàn nhập. Như vậy thì ngoài cái trường hợp là thời gian khấu hao của kế toán nhanh hơn thuế thì các bạn lưu ý nó sẽ còn một vài tình huống khác mà cũng dẫn đến việc chúng ta sử dụng cái tài khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ. Chúng ta có thể tham khảo trên màn hình. Ví dụ như là chênh lệch khi phát sinh ở nghiệp vụ là trích trước chi phí sửa chữa lớn, trích trước chi phí bảo hành, phát sinh các khoản doanh thu chưa thực hiện, hoặc là trường hợp các năm trước phát sinh lỗ và chúng ta chuyển lỗ vào các năm tiếp theo. Các bạn có thể tự làm thêm ở nhà, có thể tự đưa ra các ví dụ minh họa và chúng ta sẽ tự phân tích. Và cái kết quả phân tích thì cũng sẽ giống tương tự trường hợp A, đó là thời gian khấu hao của kế toán nhanh hơn thuế. Thì như vậy thì qua cái đoạn clip mà thầy trao đổi với nhau với các em buổi hôm nay thì hy vọng là các em sẽ nhận diện được các cái trường hợp mà chúng ta ghi nhận vào được phân loại là chênh lệch tạm thời được khấu trừ, cũng như là các cái bút toán hạch toán trên tài khoản 243, hai bút toán hoãn lại và hoàn nhập. Chào các em.